ngày 14 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành điện đàm về những diễn biến căng thẳng tại dải Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đang thăm Ả Rập Xê Út và đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ, hiệu quả với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Tại đây, ông Blinken kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình tại Trung Đông để hối thúc các bên kiềm chế, nhấn mạnh rằng ngăn chặn xung đột lan rộng là vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, khi giải quyết các vấn đề điểm nóng quốc tế, các nước lớn cần phải tuân thủ tính khách quan và công bằng, giữ bình tĩnh và kiềm chế, đi đầu trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông cho biết thêm rằng Bắc Kinh kêu gọi triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế càng sớm càng tốt để thúc đẩy việc đạt được đồng thuận một cách rộng rãi. Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định giải pháp cơ bản cho vấn đề Palestine nằm ở việc thực hiện giải pháp hai nhà nước. Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, du khách đã được sơ tán khỏi cung điện Versailles sau khi xuất hiện tin nhắn nặc danh đe dọa đánh bom danh thắng này. Và trước đó thì cùng ngày, bảo tàng Louvre ở Pháp cũng đã phải đóng cửa vì lý do an ninh. Ngày 14 tháng 10, sau khi nhận được cảnh báo có bom trong khu vực, cung điện Versailles bên ngoài thủ đô nước Pháp đã được sơ tán du khách. Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ra lệnh huy động 7.000 binh sĩ để tăng cường tuần tra an ninh tại các trung tâm thành phố lớn và địa điểm du lịch trên khắp cả nước. Lệnh trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao tại một trường học ở thành phố Arras, khiến một giáo viên thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Pháp đã báo động an ninh lên mức cao nhất sau vụ tấn công này. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp cho biết, bảo tàng Louvre mang tính biểu tượng ở Paris trước đó cũng đã được sơ tán và đóng cửa sau khi nhận được thông báo có bom. Australia vừa công bố kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân đề xuất công nhận người bản địa trong hiến pháp và đa số người dân đã không ủng hộ. Đây có thể coi là một bước lùi lớn trong nỗ lực hòa hợp cộng đồng của quốc gia này. Australia mới đây tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, trong đó người dân đất nước sẽ lựa chọn giữa có hoặc không với đề xuất công nhận người bản địa trong hiến pháp năm 1901. Đề xuất này cũng bao gồm việc thành lập một cơ quan tham vấn cho Quốc hội nhằm đánh giá các bộ luật có thể tác động tới cộng đồng người bản địa, cũng như góp phần giải quyết sự bất bình đẳng sâu sắc về xã hội và kinh tế với tầng lớp người dân này. Kết quả với gần 90% số phiếu được kiểm, khoảng 59% cử tri tham gia trưng cầu dân ý đã lựa chọn phản đối đề xuất. Người Australia bản địa không mang màu da trắng, chiếm 3,8% trong tổng số 26 triệu dân của đất nước, sinh sống tại châu Úc đã 60.000 năm nhưng không được đề cập trong hiến pháp quốc gia này. Cùng với người nhập cư và người da màu, họ là tầng lớp chịu thiệt thòi trong đời sống xã hội. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 10, người dân các nước khu vực Mỹ Latin đã được chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực hình khuyên, hay còn được gọi là vòng lửa, một cách ngoạn mục trên bầu trời. Người dân các nước Mỹ, Brazil, Colombia và Mexico vừa được chiêm ngưỡng một cảnh tượng đặc biệt hôm 14 tháng 10, được gọi là nhật thực hình khuyên. Khi nhật thực dạng này xuất hiện, mặt trời không bị che phủ hoàn toàn bởi bóng của mặt trăng mà chừa lại một vòng ánh sáng mỏng ở rìa, tạo nên vòng ánh sáng tuyệt đẹp mà giới chuyên gia còn gọi là vòng lửa. Hiện tượng bắt đầu vào lúc 10 giờ ngày 14 tháng 10 giờ miền Đông nước Mỹ, đạt đỉnh lúc 1 giờ ngày 15 và kết thúc lúc 16 giờ. Giải trung tâm của nhật thực là khu vực thấy được vòng lửa sẽ trải dài từ vùng biển ngay bên dưới bang Alaska của Mỹ, dần quét qua một số bang ở phía Tây, Tây Nam của nước này, sau đó quét tiếp xuống vùng Trung Mỹ và một số nước phía Bắc lục địa Nam Mỹ. Trong 8 tháng đầu năm, hoạt động nhập khẩu xe điện của nước Đức đã tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái, với nhà cung cấp quan trọng nhất là Trung Quốc. Theo cơ quan thống kê Liên bang Đức Destatis, trong 8 tháng đầu năm nay, hoạt động nhập khẩu xe điện của Đức tăng 66,6% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 308.000 xe, với các nhà cung cấp quan trọng nhất là Trung Quốc, sau đó là Hàn Quốc và Pháp. Các thương hiệu của Trung Quốc đang gia tăng sự hiện diện tại châu Âu. Đó là thuận lợi lớn cho người mua do các thế mạnh của xe điện Trung Quốc, và điều này là cần thiết trong việc giảm lượng khí thải CO2 trong giao thông. Trong khi đó, Đức đã xuất khẩu hơn 520.000 chiếc xe điện, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu xe điện của Đức đạt 23,9 tỷ euro, tương đương 25,2 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn xe điện của Đức được xuất sang Bỉ, tiếp đến là Hà Lan và Anh. Mặc dù xe điện EV đang bùng nổ, xe động cơ đốt trong truyền thống tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn nhất trong xuất khẩu xe ô tô con của Đức.